ngồi đây bên em trời vẫn chút mưa, dệt đôi tình yêu chan chứa. Nhìn vào đôi mắt muốn nói anh yêu em nhiều, sẽ yêu em trọn cuộc tình. Người em yêu ơi, người có nhớ cha vòng tay đam mê rơi đó. Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều, rằng em chỉ yêu anh mà thôi. Quên mưa gió hạnh phúc ngân ngây ta chung về nơi có nhiều những ước mơ tình đang xây. Và hãy hứa mãi luôn bên nhau, cho dù ta có biết phương nào, lòng vẫn giữ vẫn nơi tim yêu trọn đời có nhau. Vẫn ngất ngây lại đây bên em, anh hai và anh hay nói sẽ mãi yêu em trọn đời, rằng hình bóng em có trong tim. Trời vẫn chút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa. Nhìn vào đôi mắt muốn nói anh yêu em nhiều, sẽ yêu em trọn cuộc tình. Người em yêu ơi, người có nhớ cha vòng tay đam mê say đắm. Nhìn vào đôi mắt chỉ yêu anh mà thôi. Quên mưa gió hạnh phúc ngân ngây ta chung bước. Về nơi có nhiều những ước mơ tình đắm say. Ta hãy hứa mãi luôn bên nhau, cho dù ta vẫn nơi tìm yêu trọn đời có nhau. Quên mưa gió hạnh phúc ngân ngây ta chung bước. Bên nơi có nhiều những ước mơ tình đắm say. Ta hãy hứa mãi luôn bên nhau, cho dù ta có đến phương nào, lòng vẫn giữ vững nơi tim yêu trọn đời có nhau. Giọt mưa trên vai tình vẫn ngất ngây lại đây bên em, anh hai và anh hay nói sẽ mãi yêu em trọn đời, rằng hình bóng em có trong tim. Và em hay nói sẽ mãi yêu em trọn đời, rằng hình bóng em. Và anh hay nói sẽ mãi yêu em trọn đời, rằng hình bóng em. Nam ca sĩ Lam Trường. Xin kính chào mọi người. Vâng, hồi nãy anh Quang Linh nói là ca sĩ Hà Phương là mối tình đầu trong âm nhạc của nam ca sĩ đang
của anh Quang Linh thì đây chính là mối tình đầu trong âm nhạc của Minh Tuyết, đó là nam ca sĩ Lam Trường. Xin quý vị là nhiều ạ. Và Minh Tuyết rất là cảm ơn Lam Trường đã đến đây ủng hộ cho chương trình của Minh Tuyết ngày hôm nay. Và bây giờ thì Minh Tuyết xin nhường sân khấu lại cho nam ca sĩ Lam Trường được không ạ? Xin quý vị các bạn nhiều ạ. Ôi, nhưng mà trước khi Minh Tuyết nhường sân khấu lại cho Lam Trường, Minh Tuyết muốn hỏi Lam Trường chút xíu như nè. Anh thấy tội nghiệp Tuyết quá, anh cầm giúp Tuyết một con nha. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Trường lúc nào cũng ga lăng hết à. Vâng, trước khi em nhường sân khấu lại cho anh thì em muốn hỏi em một câu như nè. Hồi xưa đó, anh hát với em mười mấy năm rồi đó. Dạ, 12 năm rồi đúng không? Trong Kim Lợi phải không? Thì lúc đó anh Trường rất là ga lăng và dễ thương với Minh Tuyết vô cùng. Nhưng mà Tuyết thắc mắc hoài cho tới bây giờ mới hỏi nè. Lúc đó anh Trường có yêu em không? Em hỏi là lúc đó đó. Sao tới giờ này em mới hỏi câu này? Phải chứ em hỏi sớm chút xíu thì đỡ bị mấy. Tại lúc đó Trường tuy rằng là rất là nice với Minh Tuyết, nhưng mà Trường không có nói gì hết, không có nháy mắt, không có Tuyết không phải có một hiểu. Cái gì mà để cho Tuyết biết rằng là em phải hiểu cho anh là bởi vì lúc đó anh nhát lắm, anh không có được dạng như bây giờ đâu. Bây giờ thì anh có thể nói được chứ lúc đó thì anh thực sự rất là mắc cỡ á. Nhưng mà bây giờ thì có thể nói một điều là lúc đó là anh rất là thích Tuyết lúc đó. Sao nói chữ thích nhỏ xíu vậy quý vị? Sao nói lúc đó Trường rất là thích Tuyết? Sao cái chữ thích nó chút xíu à? Rất là thích Tuyết lúc đó. Nhưng mà có lẽ là Trường không có may mắn, Trường không có được may mắn. Nhưng mà rồi bây giờ Trường còn thích không? Vẫn còn thích. Thiệt không á? Thiệt, nó thiệt, hứa nó không có lừa dối đâu. Đừng có lừa dối mình nghe. Nếu mà Trường nói Trường thích Tuyết chứ chữ thích với cái chữ yêu nó khác nhau. Vậy Trường có yêu Tuyết không? Cái này cũng khó vì, nói à. Cái này không phải khó nói mà là không dám nói. Bây giờ thôi, ván đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ván đã đóng thuyền rồi. Cho nên không thể nói tiếng yêu với Tuyết được, có không? Đóng rồi nhưng mà tháo ra cũng được. Tháo ra xong rồi đóng lại tiếp. Thôi Tuyết hiểu Trường. Nói vậy thực sự ép Trường quá. Nhưng mà miễn là Tuyết biết rằng hồi xưa Trường có yêu Tuyết là được rồi. Phải không? Nhưng mà thôi. Không có trách Trường đúng không? Tuyết không trách Trường đâu. Cái gì nó cũng có duyên phận hết Trường ơi. Cho nên chắc không trách Trường. Trường đừng lo. Mà Trường cảm thấy như có vẻ như là Tuyết vừa có gì trách Trường lắm đúng không? Có cảm thấy thôi đâu? Anh hãy về. Mối duyên đâu nhạt nhòa như khói mây. Thôi anh cứ đi, để em lại một mình trong xót xa. Trường buồn qua mơ, bóng tối vây quanh mù khơi. Ngồi ôn thương nhớ, nghe con tim anh lạnh giá. Em đâu có ngờ mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây. Thôi anh cứ đi, để em lại một mình trong xót xa. Chiều buồn qua mơ, những nỗi trong anh từng đêm. Thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây. Xin cảm ơn các bạn.